Bật mí màn trình diễn chung kết pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023. Vào tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 7, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, DIP 2023 sẽ khép lại bằng màn so tài của hai đội Artventure Pháp và Mattarello Group SRL Ý. Trong đêm chung kết mang chủ đề thế giới không khoảng cách, theo bà Nadia Sakiragong, giám đốc công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000, nhà sản xuất sự kiện DIP 2023. Hai đội Artventure và Mattarello Group SRL chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho màn trình diễn ở đêm chung kết, trong khi ở vòng loại họ có đến 3 tháng. Ngoài ra, trong đêm chung kết, hai đội phải sử dụng danh sách pháo hoa mà ban tổ chức lựa chọn chứ không được tự chuẩn bị như trước đây. Điều này càng gia tăng thách thức cho các đội. Đồng thời hai đội bắt buộc sử dụng một bài hát tiếng Việt do ban tổ chức chọn nhằm tăng thêm phần hấp dẫn và đánh giá việc phân tích, sự chuẩn bị của các đội. Bà Nadia Sakiragong cho biết, ông Eduard Rewer, nhà thiết kế màn trình diễn mang chủ đề thắp sáng tình yêu, Light Up With Love, với thời lượng 20 phút 33 giây của đội Artventure cho biết. Để thắp sáng thế giới không khoảng cách, đội pháo hoa đến từ nước Pháp lựa chọn nói về tình yêu. Tình yêu tồn tại dưới những dạng thức khác nhau. Một người có thể yêu văn chương hay nghệ thuật như yêu những người khác vậy. Không có tình yêu, chúng ta không là gì cả. Đây là niềm tin cá nhân của tôi. Đã là tình cảm thì phải gìn giữ, nếu không tình yêu sẽ ra sao? Ông Eduard Rewer nói. Trong khi đó, ông Michel Mattarello, nhà thiết kế pháo hoa và âm nhạc của đội Mattarello Group SRL, Ý, cho biết. Màn trình diễn của đội này mang chủ đề sức mạnh của nghệ thuật, The Power of Art. Với thời lượng 20 phút 47 giây, bao gồm cả những khoảng dừng ngắn giữa mỗi bản nhạc. Màn trình diễn của chúng tôi hứa hẹn sẽ gay cấn, giàu nhịp điệu và cảm xúc yêu thương nhưng vẫn vui tươi và đậm kịch tính. Sự xen lẫn giữa thực tại và quá khứ trong màn trình diễn sẽ thể hiện được không chỉ nét chạm của Pháp mà còn cả của Việt Nam, ông Michel Mattarello bật mí. Ông cho biết, đội Mattarello Group SRL lấy cảm hứng từ triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ người Ý dâu Angelino có tên Re-Equilibri Fluidi, cân bằng chất lỏng, diễn ra ở Rome. Người nghệ sĩ tạo ra một điệu nhảy khiến người xem phải mê mẩn bằng cách sử dụng ánh sáng trong một môi trường kết hợp được tính cổ điển và hiện đại. Triển lãm nghệ thuật này diễn ra trong thời điểm nước Ý đang hứng chịu đại dịch. Nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ con người, truyền cảm hứng và giúp con người đối mặt với những thời khắc khó khăn trong thời điểm chưa từng có này. Chúng tôi hướng đến tạo ra sự giao thoa hài hòa giữa tính cổ điển và hiện đại, bóng tối và ánh sáng. Lấy cảm hứng từ nghệ sĩ người Ý, chúng tôi mong muốn đưa nghệ thuật đến với DIP 2023 và một lần nữa thắp sáng bầu trời Đà Nẵng. Tạo ra sự kết nối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, rút ngắn khoảng cách giữa con người với nhau thông qua màn trình diễn này. Khích lệ mọi người vượt qua những nỗi đau từ dịch bệnh COVID-19, ông Michel Mattarello nhấn mạnh.